Nhạc mũi à? Dạ. Tôi cho xin 1 phút vệ sinh đâu. Ừ, Nói hay người mũi cái ra, mũi nó khó chịu quá, tên mũi gì ta, nghiện mũi. thấy mũi hả? Dạ thôi hết rồi, không cần Ừ. nữa. Ủa, bạn của mình hả? Dạ lại. Mình đợi đi gì vào bên kia ta? Ok, em nói dối rồi con. Đi gói à? Dạ. Thường thường kiếm đi gói mà cái gói sẹp sẹp á, đừng lấy gói cao, cái nào sẹp nhất có thể.
Dán nó lên con trai ơi. Quá trời cái mặt con rồi. Bên đây nó nhiều hơn. Nằm ngủ nghiêng bên trái bên phải. Nhà bên trái. Phải rồi. À. Cục nào đang là cục đó nó bị viêm ấy. Sẹp chưa? Nó sẹp sẹp đấy. Đỡ thấy, đỡ thấy. 2 phút nữa. Không? Nhớ không, nhớ không, nhớ không. Rồi rồi rồi. Rồi.